phải làm dâu thì con có làm những bộ phận của nàng dâu, rửa chén, giặt quần áo, dọn dẹp thì có không? Dạ được mẹ chồng cưng nên là con không phải làm việc nhà. Không làm gì hết. Dạ con chỉ ở nhà con chăm em bé rồi chăm cho chồng con thôi, còn mọi việc là nãy giờ mẹ làm hết. Trời sướng quá ta. Thì nói chung đó là mình có một thằng con trai thôi, mình đâu có nhiều đâu nên cũng không có cái việc gì mà phải để cho con nó làm hết á. Tự mình làm hết luôn. Coi như là miễn là con cái nó vui là con cảm thấy vui rồi. Nhưng nhà dọn quét nhà cửa rồi nấu cơm nấu nước ai nấu? Nấu cơm nước thì nói chung á xã ông đi làm về sớm thì ông nấu cơm là nhiều, ba hay dành nấu, mẹ thì ngồi phụ chút chút gì đó, còn không thì hai mẹ con ngồi vỗ móng tay cho nhau xong rồi cứ nói xong cứ ba kêu dọn lên ăn. Trời ơi rồi xuống có người ba chồng không? Ba chồng nấu cơm con dâu với mẹ ngồi vỗ móng tay nha. Chào em gái. Dạ xin chào chị, xin mời cô và chị ngồi ạ. Xin chào Quyền Linh. Dạ chào Lê Lộc. Dạ chào và cô. Xin chào quý vị khán giả có mặt hôm nay. Dạ cô tên là Nguyễn Thị Liên, cô năm nay cô 57 tuổi. Dạ bây giờ hiện tại thì cô đã nghỉ hưu rồi. Mình đang ở đâu ạ? Nhà cô ở phường Bình Thọ, Thủ Đức. Phường. Dạ dạ, dạ xin mời chị ạ. Dạ cô chào chú Quyền Linh, chào Lê Lộc, chào quý khán giả. Con tên là Ngọc Sương, năm nay con 31 tuổi, con có bé 18 tháng. Chị làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi. À cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu này đó thì cô ấn tượng điều gì? Con trai cô dắt về, cái ấn tượng của cô là nhìn thấy nó cũng có vẻ hiền lành, cũng chất phát như là không xe xua. Cô thích là thích cái sự không xe xua của con bé. Chồng em dẫn về thì trước đó thì chồng nói là nhìn mẹ hiền lắm, không có sao đâu. Còn lúc mà em bước vô nhà gặp mẹ thì em cũng thấy là nhìn mẹ kiểu như dữ anh, kiểu bị khớp á, là mình không có dám nói, mình không có dám làm cái gì á. Xong rồi tới bữa đó là có ngồi lại ăn cơm mà xong rồi cái ngồi ăn mình cũng không dám ăn, mà mình múc cũng không dám múc, mà kiểu như mình làm phụ á thì mẹ cũng không cho. Và cái nghĩ là như là mẹ sợ mình làm hư, mình làm không được cái gì á, mẹ không cho làm, nên là thấy mẹ hơi khó chịu. Hơi khó chứ. Đó. Nhưng mà qua mấy lần sau con qua nhà chơi á, cái một lần là con vô tình là con đi ra cổng á, cái con đứng dựa vô cái tường nhà á, lúc đó là có nguyên một hàng kiến lửa luôn. Cái xong cái mẹ chồng con thấy con như vậy chín dựa dính như người nè, cái mẹ chồng lại phủi cho con. Lúc đó thì con thấy là mẹ dễ gần hơn, mẹ kiểu như là mẹ tình cảm hơn. Phủi kiến đó hả? Dạ mẹ tình cảm. Ai thấy kiến trên ai người khác cũng phủi thôi mà. Nhưng không? Mà cái hành động nhỏ nhưng mà chạm vô trái tim của nàng dâu. Con thấy một kiến trên vai người khác con cũng phủi thôi mà. Không, người khác là con phủi chứ chú là con để. Con ác rồi. Phải làm dâu thì con có làm những bộ phận của nàng dâu, rửa chén, giặt quần áo, dọn dẹp thì có không? Dạ được mẹ chồng cưng nên là con không phải làm việc nhà. Không làm gì hết. Dạ con chỉ ở nhà con chăm em bé rồi chăm cho chồng con thôi, còn mọi việc là nãy giờ mẹ làm hết. Trời sướng quá ta. Thì nói chung đó là mình có một thằng con trai thôi, mình đâu có nhiều đâu nên cũng không có cái việc gì mà phải để cho con nó làm hết á. Tự mình làm hết luôn. Coi như là miễn là con cái nó vui là cô cảm thấy vui rồi. Nhưng nhà thì bình thường thôi. Dọn quét nhà cửa rồi nấu cơm nấu nước ai nấu? Nấu nước thì nói chung á, xã ông đi làm về sớm thì ông nấu cơm là nhiều, ba hay dành nấu, mẹ thì ngồi phụ chút chút gì đó, còn không thì hai mẹ con ngồi vỗ móng tay cho nhau xong rồi cái nấu xong cái ba kêu dọn lên ăn. Trời ơi rồi xuống có người ba chồng không? Ba chồng nấu cơm con dâu với mẹ ngồi vỗ móng tay nha. Vậy ba chồng dễ thương quá hả? Hai mẹ con không thích coi mấy chương trình mà nấu ăn rồi hướng dẫn này nọ rồi đó, nhưng mà hai mẹ con không biết nấu ăn. Xem chương trình nấu ăn mà không nấu ăn nấu dở quá. Không phải là cái gì cũng muốn vô nấu lắm, nhưng mà nhiều khi vô làm không vừa ý ổng, thành thử ra ổng nói thôi để tôi làm cho nó lạ ăn còn được. Con là con không biết nấu ăn nhưng mà con làm bánh được, ba mẹ chồng con thích con làm bánh cho ăn đó. Chỉ làm bánh thôi hả? Dạ con phải nghĩ ra món ăn nào đó chứ. Không nói chứ con bé nó cũng làm được, lâu lâu nó làm cà rán cho cả nhà ăn, làm ăn cũng được. Dạ. Nhưng mà coi như là không thường xuyên thôi. À, nói chung bây giờ nó cũng còn có em bé. Mà hai mẹ con mình có sở thích chung là gì không chị? Sở thích chung là hai mẹ con cùng thích ăn vặt, đi mua sắm với nhau nè, kiểu như đi làm đẹp, đi tiệm tóc rồi trang điểm rồi đó, đến như vậy. Có điều cái là mình á thì mình nói nhiều, con bé thì nó ít nói. Qua chương trình này thì mình cũng nói là mai mốt con bé thì coi như rộng mở chút, nói nhiều hơn chút, thì nhiều khi những cái gì trong lòng của nó nhiều khi nó không nói, nhiều khi mình cũng không có hiểu. Nó im im nhiều khi là cái tạch cái thằng chồng đó thì đi làm mà
nhiều khi ngoại giao đi nhậu với khách hàng này nọ thì con bé về cái mặt nó không vui. Cái mặt nó hầm hầm, có khi cô hỏi không biết nó có nghe hay là nó không nghe, mà nhiều khi nó đi luôn nó không trả lời. Cô cũng thấy buồn lắm. Chứ nói với đàn ông mà về nhà thấy phụ nữ mặt hầm 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 ngoài đúng là cũng khó chịu lắm á. Cái kiểu như là con ở nhà cả ngày á, nên là nhiều khi trong chồng mình về để tâm sự, để nói hay là để quan tâm chia sẻ gì, cái bỏ đi nhậu tới mình về mình ngủ luôn, lúc đó đâu có nói được cái gì đâu. Con biết không, đôi khi là đàn ông á đi làm về mệt, mình về nhà muốn thấy vợ mình vui, thấy mẹ mình vui, thấy mọi người trong nhà vui cái đã, để cho mình quên đi cái mệt nhọc, những cái gì bất bật ngoài cuộc sống đi, rồi sau đó ăn cơm nước xong rồi nghỉ ngơi, thậm chí lúc nào vui đó thì nói ra những cái điều mà mình khó chịu. Còn có những người mà khi thấy chồng mình về cái mặt hầm hầm không thèm nói, cứ như vậy chồng rất là khó chịu, đàn ông khó chịu lắm. Đôi khi nó phát sinh rất là nhiều cái mâu thuẫn, cãi vã nhau cũng từ câu chuyện đó. Tại vì hai đứa con là kiểu như đứa nào cũng nóng tính, mà một đứa nói là phải một đứa nhịn, mà trả lời thì mất công, là con sợ cái chuyện nó lại lớn lên. Và cái kiểu mà con nói không được thì con tức, thì con để trong lòng kiểu như bị ấm ức á. Nên là con không được vui, nó hiện cái mặt luôn. Khi đó con chia sẻ với mẹ chồng, nên nó nói mẹ cũng ức quá, cũng đi giờ này cũng chưa về. Mà, mẹ thấy không? Mà mẹ chồng lại binh con trai nữa chứ, đâu đó dám rồi. Nói. Mẹ cũng là thương chồng á, rồi thương chồng em á, xong rồi thương cháu nữa, binh mọi điều kiện á, kiểu như là chiều hết mức có thể luôn. Cái kiểu như là bà nội binh cháu quá là mình không dạy được, nhiều khi là chiều quá, nhiều khi mình la một tí xíu cái là nội xót, cái nội gì la, rồi không thì cho mình cho ăn cái lại kia, hoa cho em ăn đi có sao đâu con, em còn nhỏ mà, cứ như vậy á thì mình không dám cãi đâu không chị. Mẹ thấy sao mẹ? Điều đó thì nói cũng đúng, nhưng mà tại vì nhiều khi mình thấy nó con nít, nhiều khi nó đòi ăn mà không cho nó thì cũng thấy xót. Nhưng mà tại vì nói chung thằng bé nhà nó cũng to ký quá rồi, nó sợ con nó bị béo phì, đôi khi mình cho thì nó có vẻ không vui. Thì đó mình thấy nó cũng hợp lý thôi, cũng không phải buồn gì nó đâu. Nên tâm sự mẹ chồng nhiều hơn, con đừng nghĩ là mẹ thương con trai nhiều quá mẹ không chia sẻ với con đâu. Chắc chắn rằng trong lòng của mẹ cũng yêu thương con dâu như là con ruột mình thôi. Cứ chia sẻ, mẹ sẽ là người gọi là giải quyết là tốt. Đôi khi nhỏ nhỏ mẹ binh, nhưng chuyện nào mẹ thấy sai là chắc chắn mẹ sẽ la chồng của con ha. Giờ là chồng con nó gửi cho chương trình bức thư, cứ đọc thế thôi chồng con nói gì. Thư gửi đến mẹ và vợ. Đầu thư, xin được chân thành cảm ơn các anh chị chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã tạo điều kiện để em có cơ hội được bày tỏ điều mà thường ngày không thể nói được với mẹ và vợ. Cha này anh ngại nói nè ha. Con gửi mẹ, đây là lần thứ hai con viết một lá thư gửi mẹ như vậy đó. Sau lá thư lần đầu vào năm lớp 12, khi con học hành sa sút làm mẹ buồn phiền. Tưởng chừng như lúc ấy khi mẹ đọc thư con gửi về mẹ sẽ giận dữ lắm, nhưng khi con về đến nhà mẹ vẫn dịu dàng bên con, động viên con, giúp con ngày trưởng thành hơn. Mẹ à, con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ đã đánh đổi cả cuộc đời để lo lắng cho con. Những năm gần đây, con biết sức khỏe của mẹ không được tốt, nhưng mẹ vẫn cố gắng hết sức mình, dành những gì tốt đẹp nhất cho gia đình, đến khi quên chăm sóc cả bản thân của mình nữa mẹ đó. Mẹ à, con xin lỗi mẹ, vì bản thân ngay lúc này con chưa đủ lớn để có thể quán xuyến cả gia đình, làm mẹ phải bận lòng lo lắng vì con. Nhưng mẹ ơi, đến lúc này điều con mong mỏi nhất bây giờ là mẹ sống cho mình, được không mẹ? Con trong mắt mẹ tuy vẫn còn là bé con như ngày nào, nhưng đối với thế giới rộng lớn ngoài kia đã là một người đàn ông trưởng thành rồi mẹ. Mẹ cứ vui vẻ làm những gì mình thích đi mẹ, mọi chuyện còn lại để con lo nha mẹ. Cuối thư, con chỉ muốn nói con thương mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con. Gửi vợ. Vợ à, đầu thư, anh xin chúc mừng em, vì em càng ngày càng tự tin hơn, càng đảm hơn để đón nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống. 2 năm qua, không ít thì nhiều, cũng làm thay đổi cách sống độc thân của hai đứa. Vui có, buồn có, giận hờn cũng có, nhưng điều đó không làm thay đổi tình cảm của hai đứa mình, em nhỉ? Đến lúc này, anh lại càng tin vào hai chữ duyên phận. Em à, anh là mẫu người sống cho gia đình, anh không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài đâu. Điều đó đôi lúc làm em buồn đúng không? Nhưng qua đây, anh muốn nói với em rằng anh yêu em và con nhiều lắm đó.
Anh tin tưởng bản thân mình sẽ làm cho em và con hạnh phúc suốt cả quãng đời còn lại, như anh đã từng hứa với em lúc hai đứa mình mới gặp nhau. Cảm ơn em, những năm tháng đã qua đã dành thời gian để yêu anh, chấp nhận anh và cho anh một thiên thần đáng yêu hiện tại. Cảm ơn em vì mọi thứ. I love you 3000. I love you 3000. Em à, hạnh phúc là biết lúc có người chờ cửa. Ngay lúc ấy mọi thứ dường như đối với anh nó không quan trọng gì nữa. Hay lắm. Hạnh phúc là gì? Là đôi khi biết có người đó chờ cửa, vợ mình chờ đó. Mình đã hưởng ở chồng em rất là khô cạn á, không có nói những gì mình nghĩ hết. Kiểu kiểu như là không có tình cảm á. Hay như là mình muốn bày tỏ tình cảm mình ra cái chồng con dở ngần cái coi như mình mất hứng, cái mình hết muốn nói á. Lại là không có nói là kiểu như mà anh thương em hay là anh yêu em vậy, là không bao giờ nói hết á. Em có bất ngờ với lá thư này không? Có không? Cô có bất ngờ với lá thư này đó không? Có luôn. Tôi rất là cảm động khi nghe lời nói này của con. Dạ. Đôi khi đó có thể con cô, chồng của con đó muốn nói nhưng nói không được. Đây là thông điệp từ trái tim của con mình đối với mình, của chồng con đó. Đôi khi nó nói không được, nhưng mà trong lòng là như thế. Cô nhờ. Nhưng mà em tin cái câu cuối cùng của anh là hạnh phúc là khi có người chờ cửa, là anh muốn xin đi nhậu nữa đó. Chồng con mà đi ra đường á, mà khuya mà không về là con ngủ không có được. Là con phải bắt buộc về rồi con mới yên tâm, con mới đi ngủ được. Đúng rồi. Bởi vì anh nói hạnh phúc là có người chờ cửa. Chỉ nhớ người chờ cửa và yêu người chờ cửa thôi. Chồng con cũng lãng mạn lắm. Vấn đề chúng ta chưa khơi gợi đúng những cái giây phút đó thôi. Tuyệt vời lắm. Những giọt nước mắt hạnh phúc đúng không cô? Dạ đúng. Thật sự anh lần đầu tiên có mới nghe được như vậy nên rất là vui bây giờ. Ở những người đàn ông trên thế gian này, hãy viết nhiều lá thư nhiều hơn nữa cho những người mình yêu thương. Có thể mình nói không được, nhưng mà mình hãy viết thư rồi nhờ Quyền Linh đọc. Hôm nay đi là do con trai cô đăng ký và sắp xếp cho mà con cô đi. Dạ. Hôm nay hạnh phúc ha. Ừ. Hạnh phúc không con? Chứ đây những lời rất là lãng mạn luôn á. Chú còn chưa viết được luôn á. Rồi, một cái điều gửi tặng gia đình. Rồi. Chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Cô là Nguyễn Thu Tư, 65 tuổi, quê ở Đức Huệ, Long An. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, em chào MC Quyền Linh, em chào MC Lê Lộc và chào quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Huỳnh Trọng Ân, năm nay 30 tuổi, em đến từ Tiền Giang, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Mình làm rể của mẹ được gần 3 năm rồi. Mình có em bé chưa nhỉ? Mình có em bé được 15 tháng rồi. Chúc mừng nha. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con rể tương lai thì cô cảm nhận về chàng rể như thế nào? Lần đầu tiên á, bé Diễm dẫn tôi với ba nó là đi Hậu Nghĩa rước bé Út. Thế rồi sau là Trọng Anh nè, đi về tôi hết hồn, tôi nói ủa sao mà không nói trước mà thấy hai đứa nó về, tôi cũng mừng. Tôi ghé nhà bạn tôi chơi. Rồi sau á, ba nó rước Trọng Anh với cái Diễm vô nhà của bạn luôn. Thế rồi ăn bữa cơm thì ấn tượng thì thấy chàng rể dễ thương. Mình thấy cũng đẹp trai, cũng xứng với gái mình. Về cũng nói thôi, tôi thấy này đẹp. Dạ, cho em xin kể thêm xíu nữa. Là cái ấn tượng đầu tiên á, là lúc đó thì cũng tưởng là một cuộc gặp mặt đầu tiên bình thường thôi. Nhưng mà sau này á, về nhà kể lại thì mới biết em muốn té ngửa luôn. Gia đình bên đó là đã có đính hôn từ nhỏ, giống như hồi xưa dưới quê đó. Bạn bè. Dạ, bên đó có con trai, bên mẹ có con gái. Thì hai bên sẽ là khi mà con họ lớn á, cũng muốn hầu xui với gia đình nhau. Thì hôm đó là bên đó có ý mời mẹ và vợ em qua để xem mặt. Nhưng mà không ngờ hôm đó là vợ em lại dẫn em về chơi. Hôm đó em cứ qua em cứ ăn uống bình thường luôn. Sau này đây chúng ta cũng phải ăn cơm rồi. Dạ. Có gì rồi cái câu chuyện kia sao? Ủa, gia đình bên kia thì sao cô? Gia đình bên kia thì sao? Rồi cái tình là im luôn, không nói gì hết. Cái bạn nam bên kia biết bỏ đi luôn. Có bạn trai cái bỏ đi luôn. Thế là đứng dậy nó chào cô đi. Ủa mà chẳng lẽ con gái cô không biết là hôm nay gia đình sắp xếp? Không, không biết. Nhưng mà anh này mới gặp lần đầu tiên là chịu anh này hơn. Đúng vậy. Nhiều khi là anh này khá hơn anh kia. Không, bên kia khá hơn. Bên kia nhà lầu 3 tầng.
nhà trọ có một dãy, có hai đứa con. Đúng luôn hả? Đúng vậy. Nhưng vậy anh này có cái điểm gì mà nổi bật gì vậy con? Tôi không có hỏi là giàu có không gì, tôi thấy gương mặt dễ thương tôi chịu. Không? Có cảm tình, có cảm tình tôi chịu à. Mà nhớ hôm đó là không phải chỉ chơi đến uống nước trà bình thường đâu, mà ăn uống luôn, ăn cả buổi luôn. Rồi từ sáng mà tới chiều mới về luôn. Giống như cái buổi làm mắt vậy đó. Mà hôm đó em về ngượng ngùng như vậy hả? Dạ tôi chưa biết, lúc đó em chưa biết, lần đầu tiên chưa biết, em ăn quá trang luôn. Còn nhậu luôn với bác bên đó luôn mà. Trời. Sau này em nói trời ơi, sao mẹ em nói sớm với con. Lúc đó lỡ có gì mà con bị quýnh chết luôn. Anh ấn tượng ở mẹ điều gì? Lần đầu tiên thì gặp mẹ thì cũng mẹ cũng không có nói chuyện vui cười nhiều, tại vì mẹ khó tính lắm. Đâu lúc đó đang căng quá. Lúc đó đang căng. Lúc đó đang căng. Cũng có thể cho đang căng nữa. Nên đi câu mắt mà tự nhiên con gái mình dẫn thằng nào về không biết luôn. Tưởng tượng vụ căng thiệt đó. Căng thiệt á. Cưới rồi anh rồi cô có mời bên đó không? Không. Trời thân mà không mời. Không dám mời. Thiệt là tình. Bởi vì duyên số nằm ở đó. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Làm rể thì em thấy em với mẹ vợ hợp nhau. Thì lúc đầu thì cũng như em kể thì em thấy mẹ khó lắm. Nhưng mà sau khi về thì hiểu được tính mẹ thì thấy mẹ dễ hơn. Năm đứa người con gái, gái này là dốt á, một thằng trai. À. Đó ba ngày tuổi chưa cái gì. Mốt mà Lê Lộc mà chịu làm dâu cô, ta nói gì thì Lê Lộc. Dễ vậy. Con đẹp trai lắm. Thôi từ đồng tiền, có hai đồng tiền giới thương. Có đồng tiền không? Hai đồng tiền đúng luôn. Không mà cô có hứa hẹn với bên nào chứ? Không, chưa. Em nghĩ là ở trong gia đình mình chắc vui lắm đúng không anh? Cười suốt rồi đúng dạ, không? Đúng rồi, bây giờ là về là mẹ con nói chuyện vui lắm. À, có gì mẹ cũng kể, nó nghe chuyện hàng xóm luôn á. Đúng rồi. Ân lại đây mẹ kể cho nghe, cũng như hồi trưa này nè. Ân, qua mẹ qua nhà hàng xóm mẹ có chuyện vui lắm. Chuyện con gái họ gì mẹ kể luôn, dạ thật tình lắm. Vậy có khi nào mà đem chuyện trong nhà kể ngoài đường không? Trời, em không biết. Chắc có. Không có đâu. Tôi đang giữ em bé cho Trọng Anh nè. Là mười mấy tháng dạ. Giữ giùm cho hai đứa đi làm. Ăn giữ chứ không giữ ra nó cũng nói một vòng. Có bao giờ em có gì mâu thuẫn hay căng thẳng gì với mẹ vợ không? Dạ thì lúc đầu thì sợ lắm. Tại mẹ khó lắm, đâu có nói chuyện được nhiều đâu. Nói chuyện hai ba câu là vậy lãng đi chỗ khác à. Nhưng sau này mới hiểu tính mẹ nhiều hơn. Dạ. Tại vì mẹ không phải là khó tính mà là mẹ muốn tốt cho con cái. Nhưng mà cô ơi, cô chưa hợp với anh ở điểm nào cô? Trọng Anh nó cũng hay nóng, tính nó hay nóng. Dạ. Có giờ cô giận nó điều gì không? Không, nó cũng không làm gì cô giận. À. Tại vì sáng nó đi làm thì cũng là thưa mẹ con đi làm, đi về là thưa mẹ con đi về. Vậy đó, thấy nó cũng là ngoan ở chỗ đó, với nó về nó cũng phụ giúp nấu ăn rồi tôi không có nấu. Tôi chỉ giữ bé thôi, nó về nó nấu phụ là vợ nó giữ em. Ngon không cô? Cũng được, phải nó nấu sao tôi không vậy. Đâu dám chê nó nấu sao. Con nó cũng ngon mà mẹ nói vậy. Mẹ em có tính dễ thương lắm. Tại vì ngoài thời gian tụi em đi làm thì có mình mẹ ở nhà với bé thôi. Còn thời gian còn lại mẹ em rất là dễ ngủ. Ví dụ tụi em về là mẹ có nói thôi con mẹ giao lại cho hai đứa con của hai đứa con đó. Mới quen nó trước sau rồi cũng kể, mình cũng kể là hôm nay con đi dậy nhìn qua mẹ ngủ nói gì nói tiếng nước mẹ rất là dễ ngủ. Hồi nào bà ru con ngủ, bà ngủ trước con cháu không? Cũng muốn vậy đó. Có mấy lần mẹ có ngủ trước luôn kìa. Ngủ biết sao ông vỗ bò nó cứ ngủ đi con, ngủ đi, ngủ thì sao nó không biết nó có ngủ chưa, mình cũng nằm ngủ luôn. Có mấy lần về thấy mẹ thấy đưa con của em nó nằm trên võng mà nó ngoa trong khi mẹ cũng khó. Con nói mẹ ơi, mẹ ngủ dữ vậy. Nó câu là hãy ngủ đi con, bà ngủ trước nghe con. Thằng đó ngủ á thì biết bắt hát. À. Hát vài câu mà hát sao hình như nó muốn ngủ luôn. Hát sao mẹ em rất hay cải lương. Ủa vậy hả? Dạ mẹ em ở cái vùng mà hồi xưa gọi là cái vùng mà trung tâm của cải lương á, vùng Bằm Cỏ Đông đó. Có bà Bằm Cỏ Đông. Dạ đúng rồi. Cỏ Đông. Dạ đúng rồi. Mẹ em hay nếu rảnh là hay thường là vu vơ hát một vài câu cải lương như vậy đó. Làm câu với cô. Dạ. À, tôi xin giới thiệu, tôi hát bản dòng sông quê em, hát cho Quyền Linh với Lê Lộc nghe nha. Dạ. Chiếc xuồng nhỏ đó ha. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa. Dòng sông quê đẹp ánh trăng à,
nghe câu hát xa xa lòng anh chợt nhớ. Từ buổi quen nhau anh thường kể em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông dầm cỏ, kỷ niệm quê hương hay tình em đó, rồi năm tháng xa nhau như con sóng nhỏ trong lòng. Dòng nước trong xanh soi ánh trăng rằm, mấy mươi năm sông cùng ta ra trận, là bấy nhiêu lần sông chở nặng chiến công. Màu xanh quê hương lớn lên trong bơm gầm lửa đạn, măng dài mưa ngàn có tình mẹ chắc chiêu. Dòng sông tôi yêu chở nhiều nhung nhớ. Anh có hay tặng quà cho cô không cô? Có, tặng quà 8 tháng 3 tặng cho vợ nó rồi tặng cho cô. Nói tới quà thì mẹ em vui tính lắm, nhưng mà thật cứ có nhiều cái vui một cười ra nước mắt á. Thì em có nhớ một lần em có tặng cái điện thoại cho mẹ, thấy chưa quên cái điện thoại. Dạ, thì nhớ cái điện thoại con tặng cho mẹ nhớ không? Điện thoại. Dạ. Dạ điện thoại bình thường, tại vì bình thường bấm số mà mẹ không thấy đường. Mẹ đang ở quê thì cuối tuần tụi em thăm về thăm mẹ. Nhưng mà về không hay nhà đóng cửa. Thì cứ nghĩ là mình mua điện thoại thì điện số điện thoại đi gặp mẹ, nhưng điện hoài luôn. Thì bỏ trong nhà. Mình đi ra đồng á, mình sợ mưa ướt hay gì đó rồi cứ bỏ nhà luôn. Mẹ đi quá trời luôn. Lúc mà về nói mẹ ơi con mua điện thoại không phải về để con tự nghe nhạc. Con muốn nói chuyện với mẹ cho mẹ cái quẹt đặt đi. Dạ. Có mua rồi mẹ không chịu xài. Mua đi. Tôi không biết tôi xài nên. Chỉ xài coi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, Bạn Muốn Hẹn Hò, Vợ Chồng Son này kia. Đúng ra là tôi thấy trên truyền hình Quyền Linh Lê Lộc tôi cũng ước gặp lắm. Mà ngày nay là tôi gặp là tôi mừng lắm thiệt. Làm như tôi chắc tôi trẻ thêm vài tuổi tôi mừng. Thiệt tình đó. Cảm ơn cô. Để lại thăm hàng xóm nha. Con gái cô có gửi một cái lá thư. Trời ơi sao dày dữ. Chào mẹ của con. Thông qua chương trình này con có rất nhiều điều mà tự thâm tâm mình. Rất ít khi tâm sự hay nói cho mẹ nghe. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho con đến lớn khôn. Khi con tìm được một nửa cuộc đời của mình, lên chức làm mẹ và mẹ lên chức bà ngoại á, thì mẹ lại cực khổ trăm bề hơn nữa. Chào một nửa mảnh ghép tình yêu của em. Anh đã che chở em cùng với em đi qua một chặng đường khó khăn nhất của cuộc đời này. Anh phải vất vả trong vòng xoáy mưu sinh, cơm áo gạo tiền, nhưng mà vẫn phụ vào việc nhà và vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Em cảm ơn và yêu anh rất nhiều. Thông qua chương trình, con muốn mẹ lo cho bản thân mẹ nhiều hơn. Mẹ bị huyết áp và tim mạch đó. Mẹ thì có tính hay tiết kiệm, nên con muốn mẹ đừng có tiết kiệm nữa, mà hãy mua những gì mình thích mẹ nhé. Con mua đồ cho mẹ thì mẹ ít mặc lắm. Với chồng, em muốn anh bớt nóng tính lại. Đôi lúc em biết anh bị áp lực công việc nên hơi cáu gắt. Nhiều lúc em cũng thông cảm, nhưng có đôi lúc em cũng buồn vì những câu nói vô tình của anh. Anh lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn, ngủ sớm hơn và ăn đúng giờ hơn. Thương mẹ, yêu chồng. Một cái, đây là lần đầu tiên mà vợ em lại nói ra những cái nỗi lòng mà trước giờ chưa bao giờ. Con xin phép mẹ là vợ con chưa bao giờ nói với con những cái lời thật lòng trong lòng của vợ con vậy. Thì cái cuộc sống mưu sinh mà sáng dậy ra phải làm sớm, mà tối về có khi mẹ, có khi vợ và có khi con của em đã ngủ rồi, thì không có thời gian để nói chuyện rất là nhiều như vậy. Thì hôm nay thông qua chương trình thì cũng đầu tiên cũng gửi lời cảm ơn đến mẹ. Cho dù mẹ rất nhiều bệnh nhưng mà mẹ cũng đã dành thời gian để phụ tụi con. Và thông qua chương trình cũng cảm ơn vợ. Thật lần đầu tiên trong những cái năm tháng mà quen nhau thì vợ đã nói ra những cái thật lòng trong lòng của vợ. Anh thấy rằng em cũng muốn khóc nhưng mà em ngăn những giọt nước mắt đã rơi xuống. Dạ đúng. Bởi vì những cái lời lẽ đó làm cho trái tim mình nó rung động và cảm giác yêu vợ nhiều hơn, đúng không? Dạ. Cô có muốn nói gì với con rể của mình, muốn con mình thay đổi điều gì không? Thì con bớt nóng tánh, chứ mẹ cũng không thấy gì, cái gì con cũng hoàn hảo mà điều con có khi con thấy gai gắt, thấy gương mặt con hơn gì về á con khó chịu thôi chứ cô không có nói gì mẹ vợ hết. Dạ. Đúng rồi vậy. Mệt mỏi. Mưu sinh tất bật, cô biết rằng cuộc sống bây giờ đó đôi khi á
là người ta quên ăn, quên ngủ, quên đi gia đình của họ đang chờ họ. Họ cũng vì gia đình mà phải mưu sinh. Thế đi sớm gì đâu. Dạ. Con hứa từ nay tụi con sẽ quan tâm bà mẹ nhiều hơn. Thôi giờ mẹ cũng cảm ơn con. Chúc cho hai em mãi mãi hạnh phúc. Chúc cho cuộc sống thành công hơn nữa để bớt vất vả mưu sinh. Dạ. Cho sơ hung lên lọc cái dạ. Mẹ thấy dạ. thương quá thấy trong tình hình chứ không thấy không thấy dạ. Đâu giờ dạ con cảm ơn cô. Ôi, đồ xuống hồn. Trời ơi tại con rung cô hung với con là... rung quá dạ. Không có thấy trong tình hình chứ ở ngoài Quyền Linh rồi cũng không có gặp Quyền Linh được. Nói là ước gặp Quyền Linh nói chuyện là mà có gặp đâu dạ. Thấy thương quá thấy... Thấy thương đẹp trai. Cảm ơn cô. Đây một món quà để có thể nhớ Quyền Linh Lê Lộc.